để là ghẹ sống 160 ngàn kiếp không? Bên sau tại bạn huyện Việt Nam mua ăn thử nó nói mà phải ăn đúng. Tại hôm qua cái anh ăn hai con đó là con cua biển không xin nhây đó luôn đó. Nó dễ cắt luôn. Rồi đầy chuồng luôn. Đầy chuồng luôn rồi. Lấy nước vô chuồng à bạn ơi. À, tàu Titanic da chạm nước vô. Ê, cái mũ đó mũ gì nước kìa, vậy là mũ gọn được không ta? Không. Tại vì hôm qua cái lúc mà em điện anh á, anh nói anh đang tới cấp mắt á, là anh nhớ là một hồi thấy cái gì để chứ ghẹ sống mà 160 ngàn ký được không? Gần tới bộ chanh đó rồi. Anh em rồi nói mua thử nó hai con nhiêu? Vậy không. Mua qua hơn khoảng 5 con 6 con mà ăn hai con anh xứng đáng. Mạng ký hay vậy? Không, nửa ký. Hơn nửa ký chút. Cái chanh đâu đây? Hồi vậy coi chỗ đó còn không? À, thật ăn dễ bưng bưng luôn á. Hồi vậy coi chỗ đó còn không? Cái chanh không bữa không có là đâu đây phải không? Cái chanh này cái chanh giấy. Không có bữa có bữa không. Chanh nấm ngoài hả ta ha. Hết rồi. Vậy còn mà. Qua ơi. Ủa anh nhớ còn. Qua rồi. Tới chanh giấy rồi. Ủa vậy đâu qua hồi nãy hả ta? À, lâu rồi. Ăn được nha. Con khô tiêu. Trời ơi. Em khoan gọi nghe nó cái lớp dầu lớp mỡ nó xịn hơn con cá bún dừa mình nữa. Con khô tiêu. Yêu thơ nó kho. Không nhỉ, không nghe này không có ốc lá bông không anh em. Cái đó con ốc gì hả? Ốc bay ra. Món miền Tây mình gọi là ọc lòn. Rồi qua thầy Phúc ăn nè. Cũng phải cái chanh kia. Mình nói với anh rồi. Không bằng về ăn luôn ơi. Mình về mình check in luôn. Đó. Ông bắt lá bông bự. Đâu đâu. Ông bắt lá bông bự. Giờ anh bắt luôn. Màu vàng. Quá trình sò con này. Ôi ơi nè bạn ơi. Cái con này bẹt một cái. Nó béo. Béo. Tới nay luôn. Rồi đi tiếp mấy fan này. Bây giờ ra mấy fan. Mấy fan thả nước thôi. Kiếm lương thực đi ha. Thả nước rồi. Giờ cái bờ này mà ăn cho chừng được trăm góc cao vậy hả thọ? Xịa lại, đắp băng bồng lên. Tắt thằng áo đi bên. Thằng áo đi bên. Mẹ hả? Đội áo tắt thằng áo đi dưới dành rồi. Ôi ơi hai con ốc lá. À, bạn ấy ăn ốc xong rồi bắt đầu bạn ấy tráng miệng ăn bạn. Ăn tráng miệng. Tráng miệng. Cái miền Tây mình không có mận đào lê bạn. Chỉ có chuyện nước à. Không có mận đào lê vậy ăn chút sữa. Ăn đỡ cái dừa nước nha bạn. Qua mũi đó mà xách cái quạt đó, quạt chứ không cái cái quạt thôi. Đúng rồi. Cái quạt luôn. Sẽ làm. Ăn dừa nước ta chảy ngang chú ơi, chảy dọc. À, vui gà, ăn chưa? Đây, ăn lại kìa. Sang xịn mình. Nghĩ sao cũng sợ quá. Ngập không chứ cá bóng dừa bọt bún mấy lên nó đó. Coi nè. Cái này mà chế miếng đường nước đá vô cái ha. Vô ly vô cái tô vậy ha. Nè à, chế miếng dừa đá vô dục luôn chứ ăn gì bạn. Chán miệng. Này mình chán miệng cho bạn. Miếng cơm bạn. Nó dày ha. Không tí dơ dơ nhưng mà nó sạch. Ngọt. Kiểu mà hai cái ăn liền rồi nó ngọt. Đúng rồi. Câu ăn cá nó nghe nó nhấp rồi luôn. Cá gì? Chắc cũng sợ quá. Cũng sợ lâu lắm rồi mà không thấy nghe. Đợt nào mua được mấy con nhớ không? Hồi đó lên làm quay clip cá kiển á. Chìm phao luôn. Mới ăn chìm phao luôn hả? Mới ăn chìm phao luôn. Nhấp kịch chìm phao luôn. Đó. Đúng rồi. Ăn nguyên con không bỏ ruột luôn á. Đúng rồi. Mày đang nhịn rồi đang thử.
kìm phao cái nữa thôi. Nghĩ cá nhỏ không bự. Nói chú nói mày nằm mơ đi, tao biết nè, tao mang tao ghĩa chứ cũng hết à. Sợ cá nhỏ nó ghĩa. Ừ. Mấy nó cái bóng á. Tay trái không á. Tay trái nhìn nó. Đó. Bự không? Gì á? Mày ai biết đâu. Bự không mà kỳ cục á. Ôi xuống tâm cầu. Cái kinh cầu dài như chim dài. Nó mới động tỉnh rồi mất tiêu luôn các bạn ơi. Đó, nó đang bị chìm hao rồi đó. Ừ. Bây giờ kệ cho nó ăn đại đi. Thèm cái anh đi vớt buổi sáng thì chuẩn ký về ngâm. Mấy ông kia ông đâu có vớt ốc gì đâu hả? Ừ. Dạ. Có sao? Cái này mà cống chụp cái. Ô, đặt lờ vô nhanh. Ít bọt sáng này, không có bọt. Để nó hép lại hả? Ừ. Chìm. Con này là lì gì đó, mấy con kia là hơi nhẹ nước rồi. Ép nó chìm mất tiêu. Chìm phải không? Nhìn nhanh đi bạn. Hả? Dớt gần lạc bàn gồng lên đi làm gì không? Có lạc. Lạc kiếm tới xài tượng hồi xưa là bầm vô đâu vậy anh? Đâu hả? Chuẩn bị vô bao bên kia câu bự rồi thì câu lại tính lại đây quần quần cho hết clip tới bẻ vừa clip nữa có điều quẩn thấy cái xà cục không à. Cái sông xả xuống dính cái lóc hết không? Thả xuống siêu dính này. Để làm một cái đường vô từ ngoài đường đan vô tới nhà trống. Đất luôn chắc cần 1 tỷ 2 tỷ. Tiền đất luôn chứ tiền đổ đan luôn á. Có tỷ á. Nhà trong đóng á. Tam ba mét. Ba mét hả? Ba mét thì quá xịn. Giờ mua anh Thắng là hết 500 triệu đường đất rồi. Hôm nay có bài ngon xịn lắm. Mua hoặc là biết làm gì không? Chia lại hùng tiền phụ vô của ông ấy anh Thắng. Được vô chứ hùng tiền với anh Thắng mở cái đường anh Thắng ra 3 mét luôn. Đường Thắng mở bên nào nữa? Mở hết đất của ông Minh luôn. Đường vô nhà Thắng à? Ừ. Mở mắt cho Minh chắc cũng 1 mét mấy 2 mét gì ta? À 2 mét.
lấn về, nếu mà lấn về cái nhà của anh ấy á. Đậu đa anh lấn làm được đi, tao đâu có rồi, vẫn còn cái nọc là được rồi. Rồi lép. Hello, xin chào các bạn ha. Thì nãy giờ anh em mình cũng có mồi và có cần câu rồi các bạn. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi kiếm cái điểm nào ngon ngon mà có cá nhiều, anh em mình sẽ cố định ngồi câu nha các bạn. Mỗi cá nè. Xe vô đây chở vô hay gì dữ vậy ta? Xe chở vô hay gì vô chạy dữ à? Chạy xe được không? Có đường vô hả? Quay clip mà chở ra Bình Ga không? À. Vừa con sáu đó. À. Chở ba cái bơi vừa đó rồi tới cái gòn quẹo xuống. Bởi vậy nó chú hàng trăm bắp luôn. Này im nè. Mưa này im.